được cái làng Hiao rồi. Hôm nay có gì chơi không ta? Ủa, Hiha, anh Phai đang làm gì vậy? Hiha, có chuyện gì vậy? Gì đó? À, tao đang huấn luyện con Hiha Monster này, mày không thấy sao? Ồ, huấn luyện Hiha Monster? Cái gì mà mày huấn luyện nó hoài vậy mày? Trời ơi, bữa giờ nó hư làm sao mình phải huấn luyện mỗi ngày để cho càng ngày nó càng khôn lanh lên nữa mày? Ồ, biết đó. À mà quên nữa, tổng thống Hiha hình như kiếm mày đó Hiha, lên chỉnh kiếm ổng đi. Ờ, vậy hả? Được rồi, vậy tao lên chỉnh đây. Ừ. Ai không biết tổng thống Hiha kiếm mình có việc gì nữa ta? Được rồi, lên kiếm thôi. Lo. Ủa, kiếm tôi có việc gì vậy tính đóng nha? Ây, trời ơi, cậu cũng đến rồi sao? Bây giờ tôi đang có một việc như thế này khá là bận rộn đây, nên là tôi phải đi gấp. Nên là có thể nào giúp tôi chuyện này được không? Ừ, chuyện gì? Bây giờ cậu thay thế tôi làm tổng thống trong vòng 24 giờ đi, sau đó thì tôi sẽ lấy lại. Hả? À, tại sao tôi lại thay thế ông làm tổng thống được? Trong chuyện này thì chỉ có cậu giúp được thôi, bởi vì hình dạng của chúng ta rất là giống nhau, chỉ cần thay bộ đồ là xong rồi. Ủa mà cần việc làm đến vậy mà phải tôi phải giả làm ông luôn vậy trời? Ê, nói chung là bây giờ làm giùm đi, nhanh lên, bây giờ tôi không còn việc đâu. Bây giờ tôi sẽ biến ông trở thành tổng thống, ông có đầy đủ sức mạnh nhưng mà không được truy cập vào server thôi, thì ông có thể làm được mọi thứ, sáng tạo game một gì đó, làm gì cũng được. Ok. Trời ơi, tự nhiên tôi ép tôi làm cái việc đó vậy, tôi sợ lắm á, lỡ tôi phá gì sao? Cái này là quyết định của tôi, ông có phá gì thì tôi sửa cho. Rồi, ok, làm thì làm, mệt quá à. Ok, quyết định vậy rồi nha, bây giờ thì biến hành tổng thống đi. Đó, thấy chưa, ông giống tôi y đúc như vậy mà Hiha. Mặc bộ đồ này trông không quen tí nào cả. Quen cái gì mà quen, bây giờ cậu phải thay thế tôi trong vòng 24 giờ đó. Nhớ giữ làng cẩn thận đó, bye bye. Vậy là tự nhiên, từ một thành viên trong làng, mình đã trở thành tổng thống sao? Đâu, ngồi thử cái ghế của ổng coi. Đã. Ui, cái ghế này nó êm, thật sự êm luôn á mọi người ơi. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn sinh tồn các bạn ơi. Không biết là mình có game một một hay làm gì được hay không nữa. Thôi được rồi, đi xuống dưới chơi thôi. Hey, bây giờ làm tổng thống thì làm công việc gì giờ ta? Tổng thống thì ông đi đâu vậy? Tổng thống đây, đi dạo phố. Đi cẩn thận đó nha, trời ơi, lỡ có chuyện gì thì không biết sao đó, ông là tổng thống đó, cẩn thận giùm cái đi. Dù gì tôi cũng là game mốt một mà, nên là sợ gì chứ. Ủa, cái gì vậy? Game mốt một sao đánh được đây? Game mốt một nè, game mốt một ở bộ nè. Tổng thống đi ha, mà ông game mất không làm cái gì vậy? Lỡ có chuyện gì ai ám sát tổng thống thì sao chứ? Trời ơi, tôi quên, nãy tôi bận công việc đó là tôi làm thử cái thôi. Thôi vậy thôi, làm gì làm đi, tôi vào nhà đây. Ok, tạm biệt. Hey, các bạn ơi, xíu nữa là toan luôn. Bây giờ nên làm cái gì cho nó vui nhỉ các bạn? Mình sẽ tận dụng 24 giờ này để làm một cái thử thách này, thử coi sẽ như thế nào. Được rồi. Ok, được. Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi, kế hoạch A, bước đầu tiên của mình. Ok các bạn ơi, thì kế hoạch của mình là như sau. Mình có ở đây một cái model block để có thể mình làm ra được cái một đoạn phim ngắn đó các bạn nhé. Hồi xưa mà mình có làm đó. Tiếp theo là mình sẽ gọi là cái scene này các bạn thấy không? Đó, bây giờ thì mình sẽ cộng ra một cái chết tổng thống y ha. Sau đó creative replay ở đây thì mình sẽ bấm một cái, sau đó mình bấm biết vô cái này. Đây, ok, vậy thôi nha anh em. Kia đơn giản nha, để mình test thử nha mọi người. Ok, bây giờ mình biến thành tổng thống y ha nè, đúng không? Đó, xong rồi mình nhấn cái nút này, đó thì nó sẽ chạy cái đoạn quay. Sau đó mình chạy xong mình đứng im và mình chết. Kết thúc cái đoạn quay. Bây giờ để mình coi thử coi nó hợp lý không nha mọi người. Bây giờ tổng thống y ha chạy nè, xong nằm chết. Đó, các bạn thấy không? Hợp lý liền. Đó là những gì mà sắp tới chúng ta sẽ biểu diễn cho tụi nó coi các bạn ơi. Mình sẽ thu một cái đoạn băng để chứng tỏ rằng tổng thống Mia đã chết trước mặt tụi nó luôn. Bây giờ cái điều quan trọng của chúng ta đó chính là phải kiếm được một cái chỗ nào đó nó thật hợp lệ để cho cái chết tổng thống Mia ai cũng có thể thấy được, các bạn hiểu không? Ở đâu đây ta? Tôi thấy ở đâu cũng khó hết các bạn ơi. Chỉ có ngay cái nhà của thằng Hiha Nightmare nè các bạn. Cái điểm này là cái điểm mà hợp lý để chết nhất luôn á mọi người. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc hành trình thôi. Bây giờ tổng thống Hiha này sẽ coi fan ác nha các bạn. Rồi sau đó tổng thống Hiha sẽ chạy hướng này nha. Rồi đó, xong rồi tới nay tổng thống Hiha sẽ nằm chết tại đây, các bạn thấy hợp lý không? Đó, mình sẽ nằm ở đây rất lâu, rất lâu luôn nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ kill. Đó, đây nè các bạn ơi, tổng thống Hiha đang diễn nè các bạn thấy không? Trời ơi, cái này là diễn viên phụ của mình đó mấy bạn ơi. Trời ơi, đó nè, chạy nè, đó, và... Cái đi! Đón!
nằm xuống luôn. Vậy là coi như chết ngắt liền các bạn ơi. Trời ơi, tí tụi nó ơi, tổng thống Mia, oh no, tổng thống Mia chết rồi mọi người ơi. No, tổng thống Mia ơi, tại sao lại như vậy? Sao nó chết? Đó, mất tiêu á. Như vậy là xong cái kế hoạch của mình rồi đó mọi người. Bây giờ thì chúng ta tiến qua kế hoạch B, dụ dỗ con mồi. Đâu rồi ta, mình tập hợp tụi nó đông lắm mà không thấy đứa nào ra hết vậy trời. Tổng thống Mia có chuyện gì mà ngày hôm nay đích thân qua mời tôi vậy hả? Ngày hôm nay có một số việc nữa, tôi cần mời ông đến đây, hiểu không? Nói cái giọng gì kỳ cục vậy? Nói chung là vậy đó. Ủa, tổng thống Mia hôm nay có việc gì mà kêu tụi tôi tụ họp đến đây đông dữ vậy? Hey, đợi đông đủ đi và tôi sẽ nói cho. Ủa, mà hôm nay Hi Ha kêu bọn tôi đến đây có chuyện gì vậy? Ồ, Hi Ha Đắc cũng tới rồi hả? Bây giờ tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện. Trời ơi, Hi Ha Glitch ơi, tao tức mày ra khỏi cái làng luôn bây giờ. Mày có để im cho tổng thống Mia nói không hay mà mày muốn ăn cây kiếm này hả mày? Rồi, xin lỗi. Tao có một cái gọi là cái này đây, cái đồng hồ. Một tí là tầm 17 giờ là 5 giờ chiều tụi mày tập hợp tới ngay cái chỗ gọi là pha nạt với tao. Ok? Hả? Pha nạt để làm gì? Đúng rồi đó, tổng thống Mia làm gì vậy? Ê, hai thằng bay tao kêu sao thì làm như vậy đi. Còn thằng Glitch nữa nghe không mày? Nghe rồi đấy kìa. Nghe rồi. Được rồi, vậy cứ 5 giờ là tôi đến đúng không? Ừ đúng rồi đó nghe đó. 5 giờ là đến cái bản pha nạt đó nha. Yes sir, em sẽ đến ngay. Mày rảnh quá rồi nghe Glitch ơi. Rồi cái thằng này tổng thống nghe mà mày giỡn mặt hoài vậy mày. Sếp cứ yên tâm, bây giờ em lên trên đó em đứng đợi sẵn luôn. Tao đi với rồi tao á. Ừ rồi, hai thằng bay lên trước đợi trước luôn đi càng tốt. Thôi vậy tôi cũng đi luôn đây. Ông có đi luôn ông Hia đó. Thôi ai cũng đi luôn. Ông mày đó. Trời ơi. Thôi mệt thiệt, đi. Mệt thiệt chứ. Đừng có các bạn ơi. Bây giờ tụi nó đi rồi nha. Bây giờ đến lúc tụi nó vừa tới là mình sẽ xuất hiện ra để bắt đầu kế hoạch. 3, 2, 1 xuất hiện. Đó, tụi mày sao rồi? Được rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ game mút 3 nha để mình bay theo mình coi các bạn. Ở đây có rất là nhiều fan nạt nha. Ủa rồi sao? Mấy pha nạt này tôi làm đó. Bây giờ nói chung là nó đẹp được, nhìn nó rất là hợp lý. Thôi rồi bây giờ tụi bay theo tao nhanh lên, tao có việc này muốn nói nè. Ủa có việc gì nữa vậy sếp? Ồ, chuyện gì quan trọng lắm hả? Đi theo sếp nè. Đi theo tổng thống các bạn ơi. Đây rồi. Chỗ này là một cái làng rất là đẹp đẽ. Mà tại sao tụi bay lại xây một cái gọi là cắm trại ngay cái chỗ này? Lỡ có chuyện gì bất chắc nó cháy rừng rồi sao? Sếp có chuyện gì vậy? Ôi, thằng nào giết sếp rồi bay? Ủa có chuyện gì vậy? Sếp ơi. Ôi, sao sếp chết rồi? Ôi, chết rồi, có chuyện gì vậy tụi mày? Sếp! Ôi, tổng thống Mia chết rồi, nhanh nhanh lên để tích tóc mà được rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ bắt đầu tụi nó sinh nghi rồi các bạn ơi. Thì mình sẽ chỉnh lại trời sáng trở lại các bạn ơi đó. Sau đó mình sẽ ngưng động thời gian luôn để cho trời sáng xíu mình dễ nói chuyện các bạn hiểu không? Tiếp theo á là mình sẽ dùng cái gọi là thuốc tàng hình này. Mình uống tàng hình vô và tiến lại gần tụi nó để coi kế hoạch của tụi nó là gì nha các bạn. Tao lại mày. Mày đi ra cho tao quay TikTok để coi mặt trời đó. Mày dẹp cái TikTok của mày coi mày tin tao giết mày luôn không? Tụi nó đen rất là căng các bạn ơi. Bây giờ một trong đám tụi bay hằng nào đã giết tổng thống Mia rồi? Tao không làm. Và chuyện này tao rất quý tổng thống Mia, tao không làm gì đó. Tao nightmare, tao xin thề. Trời có đất, đất có trời. Tao không bao giờ làm chuyện đó. Tao là mặt trời đỏ, chưa bao giờ nó xạo. Tao sẽ nói rằng là tao cũng không làm việc đó luôn. Tao là Mia, tao không muốn quay TikTok với lại tổng thống. Tao không biết tổng thống làm gì đâu, tao không chơi tu. Chỉ còn ông, Hi Ha đó. Ông có phải là người giết không hả? Ê, không phải nha. Tôi mặc dù là người mới nhưng tôi chẳng làm việc đó để làm gì đâu. Chuyện này tao thấy không ổn. Được rồi, tụi bay giải tán đi. Tao sẽ cố gắng tìm ra hung thủ. Được, tao tin mày. Ủa tao cũng tin mày. H1, H4 quyết tìm ra hung thủ à. Tụi nó giải tán hết rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ bay theo H1, H4 để coi H1, H4 sẽ làm việc gì nha. Tinh động trời tụi bay ơi bay. Tổng thống Mia đã chết rồi. Trước mặt tôi là một trời sát đôi quỷ thần đi nè. Coi loại trừ ra được những vị tình nghi này, bây giờ ai mới gọi là hợp lý đây ta? Không lẽ là cái thằng Hi Ha Monster nó sổng chuồng ra mà nó giết hả? Ai, mình nghi ngờ chuyện này quá. Được rồi, bây giờ phải đi bay kiểm tra mới được. Chẳng là Hi Ha Monster chỉ có nó thôi. Nếu mà Hi Ha Monster bay ra cắn thì mắc cái gì mà thằng tổng thống chết tại chỗ vậy mà tụi nó không biết ta? Cái thằng này nó bị khùng, nó bị ngu á.
đó ta. Không ngờ ngày hôm nay nó ngu đến như vậy luôn mấy bạn ơi. Ai đâu, để coi coi nó đi qua hay ha monitor như thế nào đây mấy bạn. Ủa, nó không có sổng chuồng. Trời, sao chuyện này có thể xảy ra nếu không phải thằng này thì thằng nào chứ. Nó chính là kẻ ăn thịt người mà. Có chuyện gì hất hả vậy ha mọi bông. Anh Pha, biết chuyện gì chưa? Hả? Chuyện gì? Tổng thống Hi Ha đã chết rồi. Sao lại như thế được? Chính mặt tụi tao đã nhìn thấy Tổng thống Hi Ha đã gục ngã trước mặt tụi tao và chết luôn mà. Sao lại như thế được? Tổng thống Hi Ha, tao vừa kêu ông là giữ tính mạng rồi mà. Thì sao lại như vậy được? Tên chết tiệt đâu vậy? Tao cũng đang không biết đây. Bực bội thì chứ. Có khi nào là thằng Hi Ha sát khẩu không? Thằng đó có súng, chỉ có nó mới có thể bắn từ xa được thôi. Bắt đầu nghi qua Hi Ha sát thủ rồi mấy bạn. Tao nghĩ cũng có thể như thế đó. Bây giờ qua nhà nó coi thử coi. Ồ, hợp lý đó, nhanh lên nhanh lên. Chết bà rồi, thằng này có súng tùm lum hết, rất là hợp lý luôn. Để coi nó có thể bị gắn mát là giết tổng thống không nha các bạn. Hi Ha sát thủ mày đâu ơi? Tao trên đây, có chuyện gì? Mày bình tĩnh quá ha, mày giết tổng thống nha, giờ bình tĩnh quá mày. Gì vậy mày? Tao là sát thủ chứ tao không có giết tầm bậy tầm bạ nha. Nói gì á? Mày khỏi, chỉ có mày thôi chứ không có ai được hết. Trong làng này ngoài mày ra thì có ai có thể bắn được tầm xa nữa cơ chứ. Mày nói gì vậy? Hàng lửa chùa thằng Hi Ha đét tụi nó vẫn có thể chọi lửa ra như bình thường đó thôi. Mắc gì liên quan đến tao được? Ê, nó nói đúng thiệt nha, 2124. Nó là sát thủ không lẽ nó nhận nó giết người hả mày? Nhưng mà mình cũng đâu có bằng chứng gì nói nó đâu. Không mày thì không còn ai hết. Chắc chắn chỉ có mày thôi, đợi đó đi. Khi mà tao có bằng chứng thì tao công đầu mày. Vậy đi. Mấy cái thằng tào lao mía lao này tự nhiên đâu ra gắn mát cho tao là giết tổng thống vậy? Tổng thống là tao cũng muốn giết lắm nhưng mà tao chưa giết được đó thôi. Trời ơi, thì ra thằng này nó cũng muốn giết tổng thống luôn á. Trời, thằng này cái gì mà ghen vậy chứ? Ủa giờ rốt cuộc mấy thằng này định đi đâu vậy ta? Bực bội thiệt đó nha. Tao không biết được chuyện này thì hơi bực bội rồi đó. Rốt cuộc là ai chứ? Hay là chúng ta nghe theo thằng của thằng sát thủ đi qua coi thằng Hi Ha đế đi, thằng Phà La Me thử. Nói chí phải. Được rồi, đi qua nhà thằng Phà La Me, nhanh lên. Ok. Hi Ha Phà La Me, bà nội mày bước ra đây. Thằng nào mà bố láo chửi nè, nhờ chắc là xuống tao bắt chỗ quá. Thằng ông nội mày nè, mày xuống đây. Bình tĩnh đi 2124. Có chuyện gì hả 2124? Mày làm gì mày vô mày chửi ôm sùm vậy mày? Mày chính là người đã giết tổng thống Hi Ha đúng không? Trời, mày có điên không ba? Tự nhiên tao giết tổng thống làm gì ông nội? Giờ sao mày? Chắc không phải đâu á. Nhưng mà có chuyện gì tự nhiên tao bay qua đây vậy? Tổng thống Hi Ha đã chết rồi. Và cái chết không phải là đơn thuần là một cái chết đơn giản. Hả? Nói gì vậy ba? Nói chung là tổng thống Hi Ha bị chết bằng kiểu ám sát bắn từ xa đó. Có phải mày không? Đương nhiên là không phải rồi. Có mấy thằng nào ngu mà đi hỏi mà kiểu ơi mày có giết người không? Không có thằng nào mà đi nhận mình giết người hết đó thằng ngu ơi. Đi. Chắc mày không phải đâu. Qua thằng Hi Ha đế đi. Đi. Mấy thằng này bị khùng hay gì trời? Thằng Hi Ha đế mày đâu ơi? Ôi, nó nằm ngủ luôn kìa. Ngủ con mắt nó chứ. Thằng Hi Ha đế vậy coi. Ôi giờ đang ngủ à gì vậy? Mày định trốn tội hả con? Mày giết tổng thống xong nằm ngủ ở đây hả? Gì vậy ba? Tao đang mơ á, làm gì tổng thống sao chết được? Nhưng mà tổng thống Hi Ha chết thật rồi kìa. Ồ, là sao? Đang ngủ mà tụi nghi tụi bay xong vô tụi bay nói tao giết tổng thống Hi Ha rồi tổng thống Hi Ha chết là sao? Nói chung tổng thống Hi Ha chết bởi một kẻ bắn xa. Chỉ có thể mày hoặc là Flame hoặc là sát thủ thôi. Một trong ba thằng bay, thằng nào? Không phải tao, tao đang ngủ, ok. Ôi trời ơi, vậy mình đang làm phiền giấc ngủ đó mày ơi. Sao lại như vậy được? Mày ngủ đi mày. Bực bội à. Tào lao đang ngủ à, bực hết cả mình. Ôi dồi ôi, người ta đang ngủ vô nó người ta. Vô cuộc là ai chứ? Không thể như vậy được. Tao nghĩ mọi việc này không đơn giản như vậy rồi. Có phải à, tao không chịu lại. Tao rút ngàn tim, tao rút ngàn tim. Ngàn tim cái gì? Đang tin buồn mà ngàn tim gì? Nhờ tao đăng tin gì tổng tao nghe tao quá chứ mẹ. Tự nhiên bây giờ tao nghi thằng này giữ mày. Tao cũng thấy thế đó. Mày chính là kẻ giết tổng thống nhằm mục đích để trở thành hot tiktoker để được triệu tim đúng không mày? Tao đâu có làm việc đó đâu, tao chỉ quay được một đó mà. Tao thấy động cơ của ai không có động cơ giết gì hết, chỉ có mày thôi. Tao lại mày, không phải, tao lại mày. Đâu, tao nói mày nghe kìa. Ủa, tao nói mày nghe. Trời ơi, như vậy là mấy bạn tìm cho tôi đã giúp ông trở lại, không xin trở lại rồi đó. Hả? Hồi sinh trở lại là làm sao? Hả? Chứ không phải ông chết rồi hả? Hả? Chết cái gì? Ủa? Làm sao 2124? Ủa? Rõ ràng là khứa này chết mà đúng không nghe Glitch? Đúng rồi, nhưng mà nhờ tao giúp tao hồi sinh rồi đó. Hả? Hồi sinh cái gì? Tào lao tao mới đi công việc về mà. Tao hiểu vấn đề rồi. Uầy, các bạn ơi, tổng thống Hi Ha đã được hồi sinh rồi, nhờ các bạn tìm cho tôi đó. Nên là bây giờ hãy tìm cho tôi nữa đi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Mày dẹp đi, tao lấy luôn cái này của mày. Trả đi 2124. No!
Tao hiểu chuyện này rồi, thôi không có chuyện gì đâu, về nhà đi anh ba. Tôi hiểu rồi, ok tôi về đây. Tào lao thì chứ. Hình như tổng thống Mia đã biết chuyện này rồi đây, sao các bạn ơi. Hãy bà tôi rồi, hãy bà tôi ơi. Hết rồi, tổng thống Mia sao về sớm. Ui, ủa, sao mình hết rồi các bạn ơi. Hey ha, ông đã làm chuyện gì hả? Tôi có biết gì đâu. Không biết gì là sao? Tại sao tụi nó tung tin đồn là tôi đã chết hả? Ai biết gì đâu tổng thống ơi. Coi như lần này ông giúp tôi nên là chuyện này tôi bỏ qua. Lần sau mà có chuyện nào nữa thì không có dễ như vậy đâu. Rồi biết rồi. Tôi đi về nha. Chạy về. Trời ơi nguy hiểm quá vậy trời, nguy hiểm quá. Trời ơi, thôi một lần này nữa thôi nha các bạn ơi, mình không dám lặp lại đâu ơi. Tạm biệt. Bye bye!